mấy năm rồi. Nó đảng rồi ha. Cả mười mấy tuổi rồi. Nhưng mà về cái kia nó làm căng lắm. Tại nó lu bu. Lu bu mà kiểu như về đẻ nó phải phân công anh làm. Làm cái nhiệm vụ này, nhiệm vụ kia đi hợp hành một á. Dạ này thì này thoải mái hơn. Trong nói kinh doanh mà. Mình làm chủ đấy, mình nó cũng nhàn nhã. Điều cái đám trẻ bây giờ nó ra không có công ăn việc làm rồi, gia đình không có điều kiện đồ này kia nọ, nó cũng tranh vô đó khó lắm chứ đâu có dễ đâu. Yeah. Kiếm được cái chân vô đó đâu có. Thì đâu có nhàn nhã đâu. Đi học một chuyện nhưng mà làm là một chuyện đấy. Ok, làm nông dân kiếm tiền rồi. Giờ đi làm gì? Dạ, giờ làm bên mảng quỹ tín dụng con. À. Cũng xét bên đó, ở Sara, Hồng Đức luôn. Nhà mình mát cô ha, thích. Mát mẻ. Mát hả? Đi cái này cũng được mà điều con độ là cũng chính xác lắm nhưng mà có khi nó dụ một ký ra có khi nửa lít có khi hơn như đợt của dạng thấy không có khi nó hơn mà có khi nó hụt hơn thì sao hơn thì cho luôn cũng được không sao cái nó già thì nó hụt quá dạ à, nó vừa do ký luôn nè ký rậy mấy ổng là cắt mấy cái cây kèo nè không nên liền đó con đi con yêu cầu phải cắt sát vô chứ mấy cái kèo con ký là con là mình đánh không nấu luôn đánh không nấu. Quá. Dạ, có thay nhỏ nhỏ một tí. Còn tính lấy thao con mà chút nữa cái gì nó dính luôn thì mình dùng luôn. À được, có đâu con. Hai miếng nữa. Có được coi. Dạ. Chỉ có tháng 9 là xài hồ á. Cái mật vừa rồi nó già ngon mà đều có cái nó thiệt cho chủ đi làm cái mật đó nó ngon. Thơm không? Cái keo ha. Keo ngon mà cháo nó đau tử rồi nó nài. Để lại hả? Ờ, nó nài lại. Thành ra là nó về nó khen thôi quá trời. Mọt đúng rồi nó thơm lắm. Nên con nó thử còn chi nói chung quen rồi. Thử hành tới cổ thì tùm lum hết. Quen mà cũng chính xác rồi mấy hôm thường nó đem xuống thử hành nó cũng teo vậy mà để nó bắt gốm rồi. Cô đổ hết. Nó gì đâu mà mật mà bán lít 5 kg, 5 lít, bình 5 lít nói trời ơi này có khi tại ông bà với cái nhắc con... bà đó bà mua mười mấy năm nay ấy để mai mốt nó đóng cái bữa gì cho cô ớn quá cô đổ hết. Nhiều khi nó dắt nó phấn hô nó nhiều đây nè, đây nè ghế nè, nó mà vô cái này là mật mình nó chua lắm. Nhiều người ta dắt luôn mà ông pha gì á. Pha ông bây giờ ông cũng điếm lắm chứ ông không có hiền đâu ông pha gì á chứ ông bán có 200 lít nói sao mày đem mật thiệt mày bán tao mua nhiều lít tao cũng mua mày đem mật mày pha gì tùm lum vô đây nó mất chất lượng mà chất lượng mình nó chứ lỡ mà trị bệnh trị cũ mình nó không đúng mà tao đã không bớt bệnh mà tao lại bệnh thêm bệnh nữa thơm. Tao sợ lắm bao nhiêu thì bao thằng quỷ kia bán 1.000-1.000.000 thì cũng mua mà về bắt ớn hôm cô đưa ra cho con đó rồi cô cũng đâu dám uống đâu cô để đó nó cứ đem nó nướng đồ cô nói thôi đừng nướng nó biết không có thiệt rồi không nướng vô ăn nó bình thư được khách mà lấy mà con đưa mà cái mật của người ta thử người coi chừng tao sao cái này sao nó phải mật ông mày mà nó có hai màu luôn
lớp trên thì đen, lớp dưới thì nó sẫm sẫm màu vàng cam. Cũng thay đổi màu. Mà chính xác của nó là cái lớp dưới là mọc, mà lớp ở trên là nó ké nhiều quá, dắt ké vô đầu nó cái mùi Thì ké. thôi ké thì cũng của nó cũng được Dạ, đi, nhưng mà mình cô sợ là xài hóa chất gì á. xài nhanh thì được, nhưng mà xài lâu là nó sẽ hư cái mặt, Bởi nó vậy chua. mà nó chua thì chua, nhưng mà cái của nó thì mình cũng Dạ, thôi thì mình cũng chấp nhận là được, mặt nó đen xịt rồi, mình sợ cũng chả biết sao. ông làm cái hóa chất gì vô á, thành ra nó cho nên nhiều người bà kia bà nói bà lấy mật ở trên Đắk Lắk, Đắk Nông gì đó mười mấy năm nay bà giờ bà thua, Cũng cũng bị mà cũng bị cũng bà vô về khách hàng người ta chửi quá trời luôn, bà nói giờ bà thua chứ bà cũng không biết à, cái còn đi cái này ha, con ra đấu tranh tư tưởng lắm chứ đâu phải ấy. Dạ. rồi còn nói thì thôi thì tới nhà dắt, bà nói dắt xuống trúng bơm đường vô trong đó về hư mặt Đây, hết cái vụ mà bơm đường con nói cho cho nghe để con giải thích cho nhiều người, con nó đi ra ngoài đó, người ngoài đó nó cũng nói luôn, không phải là bơm cái này mà ai mà ngồi chích ra mà bơm. Nó đi ông khô á, cái tổ mà tổ khô này nó đi tổ khô về nè. nó Dạ, lấy cái tổ hết mật bắt rồi đầu nó nè. nhúng vô, nhúng chứ không phải là bơm, nhúng Nhúng hết vô luôn luôn rồi. Nhưng mà khi mình cầm cái ổ lên á, mật nó chảy như là nó nước chảy vậy. nước, nó chảy Dạ, theo nó đâu đó, có vô được đâu nó không có vô được, nó chủ yếu nó dính cái ngoài ngoài thôi, chứ này nó cái màng ngăn của nó mà sao vô được. không biết thì nói lung tung thành À, mình nó sợ. bơm bơm ví dụ như mà bơm mà kiểu như người ta để thẳng ở trong cái đó là bơm một đống vô thì nó khác nữa. Còn này nó ngăn nó ấy mình thấy nó cũng khó rồi, người ta nói chứ giờ tinh vi lắm, ở đó mà tin thì nó Lại sợ. bữa con cũng nói với mấy ông đó luôn, mấy chú đi đi mọi gì, mấy chú biết con người nó đụng vô mà có cái ông á, con người nó không đụng vô được là cái gì không, ông không biết luôn nè. Cái tám vôi á, khi mà nó đầy ở đầu nó sẽ tám một cái lớp đây nè, nó là một cái lớp như là mật không chảy luôn á. Nó bao kín Dạ, lại bao kín lại đó. Nó, mày sao mày kỹ gì nữa, nó bảo ủa vệ kỹ ha, khôn còn ông là nó cũng khôn thiệt không? em. Ủa cha đi, ông nói chứ sao mày kỹ quá, ù đi mà không kỹ Bởi cho vậy bị lừa hả? làm Lừa ông nói mà bán cho khách mà công cách khách nó chửi chết luôn. xong cách nó mất tin tưởng hay chứ, với lại mình làm này thì cũng có cái ý đồ đạo đức một chút, tại vì này tâm ta trị bệnh mà đâu phải. tâm lý tâm nói chung là bán phải có cái tâm tí, con bán đó biết bao nhiêu là người một mà cái mùa mà gần Tết là con hay bị hụt mỏ. Tết Nó ít qua ha, dạ nó ít rồi khách thì nhiều ha, khách lúc đó một người ta phần ta còn biếu rồi ta cho à. tùm lum đó. Cha thử tùm lum ta là thử Giờ chăm biết chua. đâu cái gì biết đâu, thử cô thua ăn mặc là thua thì miễn nghe thiệt. bây giờ Mà bây giờ nó mật bây giờ này mới tin tưởng nè. ngửi lên là thơm liền, nếu biết thì đâu cần chi vậy. Thơm với lại cái độ ga ha, nhìn đã. Đó, mật chạy. Nó ké nè. Đầu cũng đi dắt dắt có nhiều khách. Có khi nó thiếu hụt một xíu cũng là ý là nhiều, ví dụ như mình đánh đánh đó, ví dụ như 2 lít thì 2 ký là đường lít, cuối cùng nó tự hụt tí không nhiều, thôi để còn sao bù cho nó sao thiếu Nếu thiếu nếu là mà mình 2 ký mà mình không được 1 lít là mình lỗ hả? lỗi chứ, nhưng mà chấp nhận tại vì cái độ mình độ thì nó sẽ có một cái gì đó nó không có chính xác được. Đúng rồi, cái nó không có bình thường đâu, khi cái tim này nó to, cái cây cầm Cây này nó nè, to, rồi chú trai khi mình mật nó già nó ít mật nữa nó teo lại nữa. năm trước là cắt cái cây nào cây nấy đó thò lò ra con Cây chỉ mà liền. cái cây nó to vậy thôi chứ Ừ, con chỉ liền của nó không có được như vậy. Ủa con ký mà cái cây này lại cây gì vậy chú, dạ cây này lại lá gì vậy cô cũng chả biết luôn. vậy hả? Nó đi ông đi tá lả tùm lum hết á, chung là Mà lúc hình như là nó đóng trên cây hiền cho mấy cái cây độc độc nó không có đóng đâu ha ông á. có khi nếu hút bông nó cũng có động đó. Vậy Như hả? bông ở khu truyền thì nó đỡ, còn mấy khu vườn già, khu vườn già thì nó nhiều Hoa bông, gì nó cũng hút hết. cái gì nó cào vô. Còn khúc này thì mình là keo lá tràm nè, cái cây gì chưa, cây tâm len, bông tâm len á, mùa này mọc thì nó cũng tùm lum, Cái chính này là nó mọc rừng tràm á ha, cái này tràm tràm rù nói chung tùm lum á, mà đều đóng tầm những thắt thứ không mà cây mà cái nào có bông mình hút thôi.
vậy chứ mà lúc cũng này cũng được ly á, nó nhỏ 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 ra. dạ Rồi cái cây này đem về làm gì? Thường thì ngâm rượu, còn không mày để cái này nghe nói mấy ông đó nói, mấy bà mà sinh á mà bị đau mắt á, cái này nè ngâm cái này đắp đắp vô luôn, cũng không biết tùy, nhưng mà này cũng giờ ngâm rượu à, này cái lá keo, mùa này là keo của Rạng Đông, keo tràm Rạng Đông á, ký không rồi đó, ký xong nó cũng bỏ vô con ký cho mình, thì giờ con ký là con nguyên gì nè, mình con mà thì chấp nhận thôi chứ sao giờ. Nhưng mà nhìn cái ổ mình biết nó có mọi không có mọt. Bữa qua phải đi dắt ngon, này nó chảy nhiều. Ổ nó già nè. Đó. Mọt mà xúc xích. Đã. Dắt mấy hầu cũng không biết, dắt nó hay lộn ké. Ké vô nó làm mọt bị chua. Xa chứ nãy cũng chạy 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 lộn hả, không không có lộn, nhưng mà con độ có đâu khúc này này đâu đây khúc này này quên hả, bây giờ cứ nhớ lên tới nhà trường á, không nãy chạy vô tới cái chỗ gọi liệu gì Nam Hạnh gì đó đâu cũng gọi cũng nhớ nhớ, nhưng mà không có khổn khổn thì nó chỉ kêu qua lên, qua lên qua chỗ quán phở đó. Gì á tao có mì quẹn nè, có quán mì quẹn ở chính đường chỗ này tới trường cấp 2, cấp 1 này là thành việc 3 này là trúng đi. Ký nhiều nè, nó cục. Đó này nè. Mình không biết mà mình dặn vô là nó nổi lên, nó ván lên là nó ván qua. Này về cái này ta kêu phấn hô nè, còn đây mình hay kêu từ ký từ địa phương. Được thấy ổ này đá rồi, có hai ổ. Bữa qua bỏ trong kia cái ổ nó già nó đen, cái ổ đó chắc phải hơn hơn xị á, bán ký cho nó hả, dạ cũng bán ký mà đóng thùng đóng bán cho họ, họ về họ tự dắt họ lại tự dắt luôn à. Nói chung đi Sài Gòn ký nhiều. Nên lấy dao cắt là bị ký lên. Để cái này nó chảy ra, nó chảy hao hụt hết. Không, 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 mình để ở đây nó chảy ở đây thôi. Kệ nó ra. Bị kia chảy cả đống mà. Nháo ra. Đó, kế không. Chạy xe. Này chảy đá nè. Bán được cái mầm bịch này cái ổ nó mừng lắm. Cục này là hơi bị nhiều luôn. Chảy trên nè. Đó. Vừa tầm luôn ha. Ủa này hơi bò đá. Kia nè. Nó lộn phải biết nữa không à. Quý này nó. Đá. Dân không bắt được là ông ăn cái kia đó, ông ăn cái con non con già gì ăn thôi. Ăn sạch. Đi đi mà ví dụ như thu gì đưa tiền cho ông không thích chứ. Anh nói chứ mấy anh nói nhiều khi chờ hoài mà không thấy nữa, nghĩa là người mua mà cái lúc thì nó có làm được rẻ, làm chục lít mà này người mình hết được, người mình người khu truyền á, khu Lê Hồng Phong á, cái khu đó nó đi bắt vậy thì nó giàu không, cái đám này bắt này nó giàu không, không xong rồi dạ cái cuộc sống của mấy khó khổ đi đi vậy thôi, chứ có đi có khi đi cả ngày cũng có lúc có lúc không hồi đó thì nhiều mấy ông nói đó hả,
bắt không dân không trên không đó thích. không không có cái gì mà làm chính ha, Dạ đi có cá, thanh long đi đồ làm hả, đi cá. cá hả. Dạ làm cá. Chạy ra là mặc lại là mới né làm mấy cái cắt cơm rồi đó. Làm cho mấy chủ dừa á. Cái này gì ít ké cũng không nhiều. Ké này phấn hô nè. Mình thấy người ta lấy này ta bán luôn, mình không hiểu làm gì đó Nó làm đủ thứ nè. cái. Như mà ông này cũng cũng ông không mà cũng làm nhiều cá lắm à. Chuẩn bị tháng tầm giữa tháng 8 bắt đầu là làm ngâm chanh đào Cho tao uống Tết hả? uống ho đó, ngâm nghệ chút chứ Rồi tự ở nhà làm lấy tinh bột ngâm. chục chai vừa đầu làm lỗ sặc sừ luôn, nó không có bột Hình như là làm mình ở đây nó không có bột hay không sao á. không phải cái nó bị ngập ngậm nước, nó ngậm nước mà mình lại không biết bắt đầu nó mình làm thì cái bột á Mấy trăm ký mới lấy được. chục chai vừa đầu con làm mua đó gần 1,5 triệu, xây hai nhà, một nhà 30 kg thành ra 60 kg, chục chai gì mà nó ra chưa tới 1 ký sạ sờ luôn, này khó chắc Đó, nhưng nó có lá, nó có cành ở trong đó. mà mọc mọc đá không? Đó là vừa ý luôn Bắt trúng y như là ấy luôn. vừa ý luôn, không non mà cũng không già Vậy cũng mắc gì hơn này hơn. mình mua mà được nhiều ổ vậy mình có lợi này, chứ mà mua Dạ mấy cái ổ mà nó không già nó chẹp chẹp hết rồi nước không có ké không. ký sợ nhất là ký ký nặng lắm. Này cái cây nè, ổ nhỏ nhỏ mà cây bự á, ông Vùi nó hay thiệt, nó công nhận. Đóng những cái mà khó cho mình khỏi khỏi bắt cho dễ. Nhiều khi dúng 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 thì gầy sắp. Hồi đó ở đây có hàng tre, nó đóng ở trong hàng tre mà ở chỗ nào mà dày tre đực nhất á, ra nhiều nhất á, nó mới đóng, nó đóng Là vì nhiều nhất ở trong đó. ông Vùi nó hiền, nó có nhiều mập. Bao mọc mà lại sẹo nó hút chích Năm ở đây có hồi đó chỗ này còn cây gà na có ổ mật mà nó to hơn cái thau này nè, dạ mọc thì to lắm 4 năm ông bắt mà nó vô thấu chuồng heo. Nó vô thấu chuồng heo trong này nó cắn heo á, bắt nó thấu dưới rào đó mà nó lên đây á, rốn vậy thực đó. sự mà dân đi mọc người ta thích bạn mọc không rồi mọc nó bạn ổ thôi à, nó Ổ chơi là dù đáng ha. một ngày mà có đường ổ là thấy có tiền à, còn ông Bùi đi phải bắt đó Đúng ổ đúng này đúng ổ vậy, nọ nó mà mới. mình người dùng thì người ta lại thích ông Rùi hơn ông Dạ Mập. đúng rồi, ông Rùi thì nó còn tốt hơn. Ủa này đúng không, Mập không à, ít ké đồ ha. chắc không dễ nữa. Ở đây mà nhiều người tính nó bơm đường ồ bơm bơm sao bơm. Sao quên được nữa. Có nhà điêu thì người ta con nó cái kiểu như ta đi ổ khô á, nhà ta bơm Có gì đâu tiền xong mà họ đủ mánh khóe hết, họ đủ đủ cách chiêu đủ làm trò, hết. cái này đúng Công không nhận. ké luôn à, ngon đúng ý. Tư tưởng làm cái gì miễn có tiền thôi, không ngại gì À, lương tâm. nói chung là cái lương tâm nó bị mất rồi. Nó chỉ nghĩ tới tiền thôi. Pha cái gì mà ăn đồ này kia nào thì bình thường người ta nói pha đu đủ rồi nữa thì mình nói thôi thì cũng chấp nhận được đi, cái đó cũng là cái ăn ổng mua nó phải chất Trung Quốc về ổng pha đó là thôi, chứ coi như là giờ cái gì cũng sợ, bơ thì nhúng thuốc, sầu riêng nhúng thuốc, mít nhúng thấy thuốc, cái gì cũng thuốc. nó chiếu lên tivi nó thấy cả đống mà nhúng rồi bơm rồi chích rồi gì tùm lum chuối rồi, giờ cái Có gì cũng khi nào thanh long mình coi chừng thanh long chung mình thì nó cũng nhúng đó. đúng không hả, Đi ra nước nó ngoài tươi ha, nó tươi ha. nó giữ ấy, nó về ấy mình ấy thì nó nói thì mình thì dư thừa lượng đồ, nó chê nó đồ đủ thứ, mình xịt thuốc thì nó chê đủ mà về nó nhúng đó. Mấy ông nước ngoài ăn lại, mấy ông nhúng thì mình ăn, còn dân ở đây thì dở
nó cũng dữ nhiều quá, rồi. đây Ừ. được lít đó, này đổi luôn, này để màu sạch đây. Chai có phải xúc không con? Dạ. Chai có phải xúc. Cái chai kia ha. Chai này nè. Chai dạ cho phải xúc á. Đúng không? Dạ xúc xúc. Xúc bằng nước lạnh hả? Nước lạnh đó. Xong rồi đổ nước sâu vô có bể à? Nó mặn thôi, sâu quá nó bất luôn á. Nhưng mà gì ấy thì nước sâu cũng được. Con đựng rượu á, rượu mà rượu Thanh Long á. Khá là nhiều ha. Chai quá trời luôn. Đầu nãy giờ không để ý luôn. Nói chuyện với gì là mình để ý luôn đâu. Sáng đây mát ghê luôn á, gió mát lồng lộng luôn. Bán cái gì Bé Nguyên ơi? Trời trời. Có em, có đang bán mà. Nhưng mà ông tổ như này là đang hết rồi. Tổ như thế này là bữa sau, phải vài ngày sau mới có lại. Wow. Mọc nhiều nhỏ tầm lắm.
ấy thứ năm thua rồi thằng Long uống chưa. Ừ. Thế uống cũng mau hết chưa? Chắc ngày nào muốn hả? Không. Hả? Đúng, lâu lâu vậy uống nó đem nó nướng thịt á. Nướng hả? À. Trọ nó thơm có gì? Ừ. Nó ăn rồi nó ghiền rồi, giờ nó có dâu nó cứ lấy nướng thịt á. Ủa. Hỏi thị có uống không? Nói không giờ con. Anh còn nhiều mật chai sẵn nha em. Mật chai sẵn có nghĩa là người ta dắt cho sẵn rồi đó. Biết được lúc rồi không biết. Đố chứ giờ quen thôi. Thế mà dân chút thì không cho luôn. Đến thôi. Thử không? Thử độ ngộ không? Ra nhiều lắm đó nha. Mọt mà thử gì nữa. Dắt từ trong cổ dắt ra. Tận mắt tận tay nó thấy. Kiến kiến lửa nó không dám bay nha, mà kiến đen á, đen nó bắt vô liền á, hay gì, kiến lửa nó không dám bay vô, dạ nó đi vòng vòng bà nó không bao giờ dám vô, kiến đen nó gan đen, đen nó đi có bay luôn. Công phu là hết luôn á. Mẹ còn trẻ không mà làm lòng làm đồ chịu khó vậy. Năm nay cũng 60 rồi. À, cũng còn trẻ. Hồi đó không bày thì được làm không hết chứ. Ừ. Cái gì cũng bày ra. Ừ. Chạy kia sạch chưa? Dắt cho hết nước chứ không nó luôn nó hư á. Rồi để gọt từ từ. Dắt cái đó không ăn thua. Này nước sâu cũng không sạch. Coi như nửa lít là lên tới đây rồi chứ không đầy. Đó, con mà đông cái kia là nó nằm tới đây mà. Ở kia là một sĩ đó. Nên nhiều khách mà hãy mà nó đưa tới là cũng đổi luôn chứ còn đâu có lấy đâu. Ừ. Là... à. Chắc là lít theo quá. Còn như đây nữa, còn nhiều mà. Yeah. Nếu mà đúng cái này tính ra 2,6 kg, 2,6 kg là nó phải 1 lít hơn. Coi. À, 2 kg là 1 lít đây. Kỳ ký nữa thì 6 lạng thì cho ra là được 1 sậy. 1 sậy vậy là đẹo đó. Là đúng chuẩn luôn á. Độ chính xác lắm chứ không có hụt luôn. Con rất quen sợ lỗ là cái vụ mà mấy ông cắt cái kèo dày quá thôi à. Nó chảy tập lắm hả?
Làm gì có chai nhỏ nhỏ nào không chị? Dạ dạ, không chai đó cũng được, chai đó thì chắc. Dạ, coi thử cái đó cái gì, cái rượu thanh long á, được. Làm sao? Đâu cũng coi thử, từ. Nước sâu đó mà nó không không hết nè. Giống bị ai đấm. Thôi còn có chai muỗng nữa. Chai muỗng nào không? Mất công á. Để bây giờ có biết lường không? Dạ. Có cần lường không? Cái này ha. Lường thì để ấn độ cho. Còn cái lấy cái chai nó có sẵn nó để cái dung tích mà. Này là 650 nha. Còn ông Nguyên Tổ là bán theo ký bạn ơi. Mình có cái sổ rác em cô ha. Đây. Mình đổ vô đầy hai chai này hết à? Không hết à? Rồi mình đưa. Mình, dạ. Mình đổ đầy hai chai này rồi mình ấy. Mình đâu có để gì cho ai đâu, mình sợ. Dạ. Mình cho đầy hai chai, có sợ nó bực không? Có sợ ga nó bực không? Ga nó bực lên đó, nó gai ngay lắm. Dạ hả? Dạ. Chịu khó chạy. Mới này ướt hai chai. Được không? Không có hũ nhỏ nào nhỏ luôn á. À? Nhỏ. Nhỏ thôi, cái chai nước ngọt nhỏ. À, chai nước ngọt. Dạ. Chai nước ngọt rồi có hư không? Chà, trời ơi dính luôn. Cái điện thoại thôi. Chai nước ngọt sạch là được cô à, không sao đâu. Không mưa. Hồi đó cũng đựng cái chai đó không mà điều để thời gian nó bị nụng. Với lại mật người ta nói đừng cái chai nhựa nó không ngon. Mấy thằng nó để trong chai nhựa ở cô ớn quá, bây giờ cô đổ ra hủ sành. Mà rồi mua nhiều mà uống không được bao nhiêu, uống rồi có nửa lít. Đây trên núi luôn á thầy ơi. Thì nó lên núi mà nó cũng ái nói thôi. Nói sao? Hả? Phải nói là phải ở trên núi. Này ha, đổ vô này để uống ha, uống liền ha. Đó, cái chai của con là con chai con đông sẵn nó nhìn này. Này dắt cho ai coi à? Trên mạng luôn. À, đóng cái liền. Trên mạng nha. Chưa con đang bị được nó chi. Đang ngậu lẩm bùm phẹt. Mặt chảy tùm lum. Nhưng mà mùa nóng rồi, mùa này không bị đâu. Nóng mà nó mới ra nó nhiều, nó tự nó sinh luôn á. Nhưng nó không có cái chỗ thoát là nó ấy luôn. Còn mấy cái chai muỗng này lắm ông nụng lắm. Nó nụng đít đít á. Có khi nào nó bứt ra không? Dạ. Bớt thì nó không bớt, nhưng mà lúc mình dặn mình phải dặn từ từ, nó nổ. Nó nổ từ cái nắp á. Con này mùa này không sợ đâu. Đi riết không quen không biết luôn.
ghê luôn á. Thì nó bắt đầu nó sinh ra. Bình thường này nó đã có ra rồi. Ok. Thôi dừng thôi. Ủa cái thằng thằng khá là nhiều hơn. Để về để chảy ghê. Được bao nhiêu? Là được đến mấy? Con tính ra tiền nhỉ? Tại ok đúng rồi đó. Còn như cái kia nữa, nói chung là nó lắc lắc nó miết thôi à. Đó, nói chung gì là đúng đúng không có có lọ được tí là thích không. Kết thúc nha cả nhà.